Nhưng anh yêu em, chúng ta đến với nhau về tình yêu nên không thể chia tay vì những thứ không liên quan được. Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Quy sau khi bị Ly chia tay, cảm thấy rất buồn. Anh không thể nào chấp nhận một kết cuộc vô lý cho mối tình đẹp của mình. Chả thế mà anh sẵn sàng đặt vé máy bay cho mẹ mình về lại Sài Gòn. Cuộc sống của Quy, chính Quy mới là người quyết định. Anh cho rằng những người xung quanh chỉ là giúp đỡ, góp ý cho mình. Anh không ngờ lần này, em gái và mẹ mình đã can thiệp một cách trắng trợn vào đời tư. Tưởng chừng như đã có một mối tình đẹp bên Ly, một gia đình mới với những người bố, người mẹ đáng kính. Ai nào ngờ, trong phút chốc nó tan biến trước mắt anh. Mẹ Ly không muốn cô bước tiếp cuộc tình này. Ly cũng thương gia đình, thương bố, mẹ nên cũng nói lời chia tay. Ngày Ly mạnh mẽ đi làm lại, Quy chủ động hẹn cô ra nói chuyện. Ly khi nói chuyện lòng vẫn buồn rười rượi. Cô cho rằng, không ngờ, bố mẹ lại có nhiều tâm tư về cô đến thế. Và cô nói với Quy, em chưa bao giờ nghĩ rằng bố mẹ lại có nhiều tâm tư về mình như thế. Đến khi biết được rồi, thì không thể làm ngơ được. Quy luôn muốn níu kéo cuộc tình này. Anh van xin Ly cho thêm một cơ hội nữa. Quy nhẹ nhàng với Ly rằng, nhưng anh yêu ơi, chúng ta đều với nhau về tình yêu nên không thể chia tay vì những thứ không liên quan được. Liệu Ly có chấp nhận đến với Quy thêm một lần nữa? Gia đình Ly lần này có chấp nhận Quy? Mẹ Quy nếu biết chuyện sẽ phản ứng ra sao? Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha.